Mới đây, một đôi vợ chồng ở Chu Châu, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã bị phạt sau khi mà đăng tải một video con gái 5 tuổi ngồi sau vô lăng ô tô trong buổi học lái xe. Cặp đôi này đã để con gái lái xe vòng quanh một khu vực đang xây dựng vào hồi cuối tháng 9 vừa qua. Đoạn video cho thấy chiếc xe lái khá chậm trên đường. Người bố họ Khuông ngồi ở ghế lái cho con gái ngồi trên đùi cầm vô lăng điều khiển xe. Ông bố còn khuyến khích con gái nhấn ga mạnh hơn một chút, trong khi người mẹ ngồi ghế phụ để quay phim, cổ vũ con lái rất tốt. Đôi vợ chồng hào hứng đăng tải video lên mạng mà không biết rằng họ đã vi phạm luật. Người xem video đã trình báo cảnh sát. Sau khi biết chuyện này, vợ chồng Khuông đã vội đến cơ sở cảnh sát, nơi họ được một sĩ quan giải thích vì sao trẻ nhỏ không được điều khiển xe hơi. Khuông giải thích con gái muốn ngồi lên lòng bố vì không khỏe. Anh tự nhận mình là người lái xe giỏi, tin tưởng vào kỹ năng của bản thân nên đã dạy cho con gái lái xe. Khuông bị phạt 50 tệ tương đương với 7 đô la Mỹ và bị trừ 3 điểm trên bằng lái. Bằng lái ở Trung Quốc có tối đa 12 điểm sẽ bị trừ nếu vi phạm luật giao thông, và người nào bị trừ hết 12 điểm trong một năm sẽ phải học lại luật.